Tại tỉnh An Giang, một nam thanh niên trên đường đi phát thiệp mời đám cưới đã mâu thuẫn với các thanh niên khác và đánh nhau, bị thiệt mạng. Đối tượng gây án đã ra đầu thú. Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 2, Nguyễn Bảo Khang sinh năm 2001 và Nguyễn Công Luận sinh năm 1994 cùng ngộ quyền ti tôn ăn nhậu với bạn bè. Nhậu xong Luận điều khiển xe máy chở Khang về. Khi đến khu vực xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cả hai gặp Chelsea Thu, sinh năm hai nghìn một điều khiển xe chở cho cho hai sinh năm một nghìn chín trăm chín cùng ngụ xã an hảo trên đường đi mời đám cưới cho hai về cho hai và thu đều có hơi men trong người chạy theo khang và luận hỏi chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xuống xe hỗn chiến trong lúc xô xát khang lấy dao bấm giấu trong người ra đâm cho hai nhiều nhát gục ngã sau đó khang chạy đến chỗ thu đâm thu khiến nạn nhân phải bỏ chạy khang cùng luân lên xe rời khỏi hiện trường hậu quả là cho hai tử vong Tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời hiện sức khỏe đã ổn định khang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội